Phải thừa nhận rằng, phong trào phục hưng ở Italia trong thời kỳ đầu tiên là một trong những giai đoạn được đánh giá cao nhất và đáng học hỏi nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới. Nền nghệ thuật đầy tính nhân văn và nền văn hóa phát triển từ đống tro tàn của hệ thống phong kiến thời trung cổ đã quyến rũ nhiều thế hệ những người yêu nghệ thuật. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lần lại cội nguồn của phong trào phục hưng thông qua những kiệt tác nghệ thuật ra đời vào thế kỷ thứ 14 và 15 ở Italia. Và chúng đã được lưu giữ tại bảo tàng Ermitage. Người ta gọi đó là thời kỳ của dòng họ Medici đầy quyền lực hay thời kỳ hoàng kim của xứ Florence. Đó cũng là giai đoạn của những tiến bộ vượt bậc của nền hội họa với những tên tuổi nổi tiếng như Fra Angelico, Simone Martini và Fra Filippo Lippi. Những danh họa này đã làm thức tỉnh vẻ đẹp cao quý của con người. Nền tôn giáo cũng có sự chuyển biến từ những giáo lý giáo điều tới việc tìm kiếm vẻ đẹp thần thánh trong tự nhiên. Nhà thờ cũng không có vai trò dẫn dắt như trước, mà vai trò đó thuộc về những con người kiệt xuất. Bức họa này được vẽ vào thế kỷ 16, đó cũng là thời điểm ra đời của kỹ thuật vẽ phối cảnh và kỹ thuật này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong hội họa. Các họa sĩ thời kỳ này đã trở thành những bậc thầy về tạo dựng hình ảnh không gian ba chiều trên mặt phẳng. Kể từ đó, họ đã làm thay đổi cách nhìn của mọi người về thế giới. Đây là tác phẩm chân dung một con người của danh họa Palma Vecchio từ thế kỷ 16. Bức họa đã phản ánh một cái nhìn hoàn toàn mới. Một lần nữa, con người được khám phá thế giới xung quanh họ, chứ không phải là chỉ phụ thuộc vào tôn giáo. Con người là thước đo của mọi thứ, chứ không phải là thần thánh. Bức họa La Bella Maria là một kiệt tác của thế kỷ 16. Người phụ nữ xinh đẹp trong tranh là một bà quá đang cầm một bát thuốc được gọi là thuốc giải sầu. Lời đề từ trên chiếc bát là một câu trích dẫn từ tác phẩm Odyssey của Homer. Nó nói rằng giảm bớt nỗi đau, loại bỏ giận dữ và tất cả sẽ qua đi. Các họa sĩ của thời kỳ này luôn mang đến cho tác phẩm của mình một vẻ đẹp lãng mạn và dường như họ đã nắm bắt được vẻ đẹp tinh thần trong mỗi con người. Chính vì thế, các nhân vật của họ vừa có vẻ gần gũi, vừa thông thái và xét theo nhiều góc độ thì họ là các hình mẫu lý tưởng. Baldassare Cattivole đã mô tả một hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của thời kỳ phục hưng trong cuốn Vương Triều rằng đó phải là một người có kiến thức về văn học và hội họa, biết khiêu vũ, biết chơi các trò chơi giải trí, đồng thời cũng phải là người có tính khiêm nhường. Bức họa chân dung một quý ông của Domenico Cariole lại cho chúng ta thấy hình mẫu người đàn ông thời kỳ phục hưng. Đó là một người có học vấn, tay anh ta cầm một cuốn sách và xung quanh là những hình ảnh về một quá khứ hào hùng. Còn trong nhóm các nhân vật này, chúng ta lại thấy mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng được miêu tả ở thời điểm tốt nhất. Những người này có lẽ là các thành viên của một gia đình. Lấy truyền tin là một đề tài tôn giáo ưa thích của các họa sĩ thời kỳ phục hưng. Trong một tác phẩm của thế kỷ 16, Sima de Conegliano đã nắm bắt khoảnh khắc Đức Mẹ biết rằng mình đã mang thai với một vị thánh. Các nhân vật trong tranh mang vẻ chân thực là nhờ kỹ thuật tạo chiều sâu ba chiều. Một thiên thần trông giống hệt như con người và nhẹ nhàng bay qua cửa sổ để thông báo với Đức Mẹ rằng bà sẽ sinh hạ một người con của Chúa. Từ icon theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là giống như tạc. Vào thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên Công giáo, các bức tượng thánh thường có kích thước nhỏ bé để các vị tu sĩ nay đây mai đó có thể mang theo bên mình. Nhưng cho tới thời kỳ Byzantine thì các bức tượng thánh được làm lớn hơn. Đây là một tác phẩm của thời kỳ đầu phục hưng bởi kỹ thuật dựng hình ba chiều đã được sử dụng ở đây khiến cho nó hoàn toàn khác biệt với hầu hết những tác phẩm nghệ thuật khác của thời kỳ trước đó.
Vào thời kỳ kinh hoàng, khi mà cái chết đen hay bệnh dịch hạch hoành hành ở Italia, các luật định tôn giáo do Thánh Francis ở bên trái và Thánh Dominic ở bên phải quản lý đặc biệt được coi trọng. Mọi người đổ xô tới nhà thờ để cầu nguyện trước ban thờ các vị thánh này. Đức Mẹ Đồng Trinh được khắc họa như một nữ hoàng của thiên đường cùng với các thiên thần đang bay lượn xung quanh. Ngay cả khi nạn dịch hạch đã cướp đi sinh mạng của hơn một nửa dân số châu Âu, thì bức họa này vẫn toát lên tinh thần lạc quan. Vào thế kỷ thứ 14, nguồn gốc của nạn dịch chết người này vẫn chưa được biết đến. Nhà thờ thì nói rằng đó là sự trừng phạt của Chúa Trời vì những tội lỗi của con người. Các tu sĩ của dòng Thánh Francis thì lại an ủi mọi người một cách nhẹ nhàng rằng họ hãy sẵn sàng đón nhận cái chết để được cứu rỗi vĩnh viễn. Trong khi đó, các tu sĩ của dòng Thánh Dominic thì vẫn kịch liệt tuyên chiến với những kẻ dị giáo vì họ e ngại rằng đức tin của mình sẽ bị lung lay. Nền nghệ thuật phục hưng đã phát triển vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của thời kỳ Byzantine và Trung Cổ. Sự điêu khắc của Ugolino de Tedici đã tạo ra tác phẩm này vào khoảng năm 1270. Đây là tác phẩm có niên đại lâu nhất trong bộ sưu tập này. Đó là thời kỳ của nhà thơ vĩ đại Dante. Nhà thơ Nga Valery Brusnov đã từng nói về tác phẩm này trong tập thơ mang tên Những cây đèn nhỏ. Tập thơ của ông được xuất bản vào đầu thế kỷ 20. Nhà thơ đã điểm lại từng giai đoạn phát triển của lịch sử nghệ thuật bằng hình ảnh ngọn đèn với ánh sáng màu nhất định. Thời đại của Dante có biểu tượng cây đèn màu vàng. Thời kỳ của các nghệ sĩ phục hưng của Leonardo da Vinci thì cây đèn có màu xanh da trời. Ông viết, mỗi thế kỷ là một cây đèn nhỏ. Ánh đèn đó rọi sáng những khoảng tối trong trí óc bạn cùng với sức nặng của thời gian, thay đổi ngọn lửa, tức là đánh lừa đôi mắt. Những ánh đèn vẫn đang cháy, lúc mờ, lúc tỏ. Thời đại của Dante là ngọn đèn vàng mập mờ bí ẩn. Leonardo, ngài là ngọn đèn rực sáng. Tới cuối thế kỷ 14, những hình ảnh trần tục hơn xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong dòng tranh thánh. Đây là hình ảnh Thánh Potian giống như một vị giáo hoàng. Hình ảnh các vị thánh dưới hình dạng con người khá phổ biến trên các bức tường của nhà thờ, những nơi trước đó vốn chỉ được trang trí bằng các bức họa về cuộc đời của Chúa hay Đức Mẹ Đồng Trinh. Đây là một tác phẩm của danh họa Spinello Aretino. Ông đã từng sống ở Florence, Pisa và Siena. Thánh Potian đang cầm cây kiếm và sẵn sàng chiến đấu vì đức tin của mình. Việc trang trí cho một ban thờ cần khá nhiều thợ thủ công. Người thì bào các tấm gỗ, người thì quét thạch cao. Người ta chỉ có thể vẽ những bức họa lớn khi thạch cao đã khô. Đây là Thánh Benedict, một tác phẩm nữa của Aretino. Đây là vị thánh đã lập ra dòng tu Benedict. Ông đang cầm trong tay cuốn sách ghi những quy định linh thiêng. Đây là cuốn giáo trình trong các trường thuộc dòng tu này. Danh họa Lorenzo di Niccolò Renini đã vẽ bức họa này vào đầu thế kỷ 15 tại Florence. Ông đã trang trí cho bức họa của mình bằng một bộ cung cong kiểu Gothic. Bức họa phản ánh thị hiếu của một tầng lớp mới nổi lên. Họ là những thương nhân giàu có của Florence. Họ đã có được cuộc sống vương giả và địa vị cao trong xã hội. Nhận thức được luồng tư tưởng mới đang có ảnh hưởng khắp thế giới phương Tây, người họa sĩ này đã bắt chước phong cách cổ tích Pháp trong việc trang trí cho những bức họa của mình. Các thiên thần được chuyển vị trí sang phần khung tranh để làm nổi bật nhân vật chính chiếm gần hết diện tích của bức tranh. Những chiếc lá bằng vàng càng làm nổi bật những màu sắc của đá quý mà người họa sĩ đã sử dụng. Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa trông thật tự nhiên và gần gũi như con người thực. Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng đang chia sẻ tình cảm giống như tình cảm mẹ con của con người. Các thiên thần có cánh đang bay lượn xung quanh họ. Sành họa đã vẽ các thiên thần này bằng nhiều màu sắc và hết sức sáng tạo.
Đây là Thánh Catherine và chiếc bánh xe. Chúa Giê-xu đang bị hành quyết. Và Thánh Barbara. Còn đây là tác phẩm Đức Mẹ Đồng Trinh và Gabriel của một họa sĩ vô danh, một tác phẩm tiêu biểu của nền hội họa chính thống Hy Lạp thời kỳ đầu. Đây là hình ảnh minh họa Đức Mẹ trong một đoạn phim Cựu Ước khi bà xuất hiện ở miền đất hứa. Cử chỉ của bà có vẻ e lệ bởi sự ngạc nhiên và ngượng ngùng khi biết mình sẽ sinh hạ một người con của Chúa. Thiên thần Gabriel xuất hiện dưới hình dạng chim bồ câu đang bay trong tia chớp. Hỡi nàng Mary, sự bình yên luôn ở bên nàng, Chúa luôn ở bên nàng và ban phước lành cho nàng. Thiên thần này đã nói như vậy. Danh họa sống vào thế kỷ 14, Simone Martini rất nổi tiếng với phong cách vẽ đầy lãng mạn và thể hiện triết lý sâu sắc. Hình ảnh Đức Mẹ của ông trong bức họa này được gọi là Đức Mẹ của nhân loại. Bà là cây cầu nối giữa thế giới tâm hồn của con người và thiên đường. Càng ngày, bà càng được con người ngưỡng mộ. Mặc dù tác phẩm này đã bị hư hỏng khá nặng, nhưng những nét vẽ đầy cảm xúc của danh họa Simone vẫn thể hiện được vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Mẹ. Trong số những người bạn của danh họa Simone có nhà thơ theo trường phái phục hưng tên là Petrarch. Ông đã từng viết: mảnh đất này đã được ban phước lành, thung lũng này đang tỏa sáng, những đôi mắt tuyệt đẹp ở đây đã giam giữ tôi. Đức Mẹ Đồng Trinh được coi là sứ thần của tình yêu. Ngay cả các tu sĩ cũng từng viết nhiều lời ngợi ca vẻ đẹp của bà. Các hiệp sĩ thì gọi bà là người vợ tuyệt vời nhất của Đấng Tối Cao. Sự trẻ trung và sắc đẹp của Đức Mẹ Mary xứng đáng với những mối tình thần thánh. Đôi khi, ngay cả các vị thánh cũng chỉ được coi là những người hầu của bà. Bộ tranh này là của danh họa Gentile di Fabriano, một họa sĩ của xứ Florence và sống vào thế kỷ 15. Khi ấy, Florence là kinh đô của giới học giả và nghệ sĩ trên toàn châu lục. Dòng họ Medici nắm quyền kiểm soát thành phố, cũng như hệ thống nhà băng trên toàn châu Âu. Để chuộc lỗi cho vay nặng lãi của mình, họ đã trở thành những nhà bảo trợ hảo tâm cho nền nghệ thuật phụng sự Chúa. Điều này cũng thể hiện vị thế quý tộc của dòng họ này. Đây là chân dung Thánh Louis của nước Pháp của danh họa De Fabriano. Chúng ta có thể nhận thấy ngay những hoa văn iris đặc trưng của hoàng gia Pháp trên chiếc áo choàng của vị thánh này. Người Florence rất sùng bái nền kiến trúc Gothic Pháp và Thánh Louis. Vua Louis IX của nước Pháp đã ra lệnh phải xây dựng nhà thờ Thánh Chapelle ở Paris thật lộng lẫy. Bàn thờ với hình ảnh rất nhiều vị thánh này là tác phẩm của Little Wise de Fabriano. Tác phẩm cũng nổi tiếng bởi nó có rất nhiều màu sắc và họa tiết trang trí cầu kỳ. Mỗi vị thánh được vẽ trong một chiếc khung vòm bằng vàng và trong tư thế của các học giả uyên bác. Việc họa sĩ Fra Angelico có được đào tạo bài bản trước hoặc sau khi ông được phong tước hiệu tu sĩ của dòng thánh Dominic hay không vẫn còn chưa rõ. Bức tranh tường này của ông vốn từng được treo trong phòng ăn của tu viện Fiesso, nơi ông đã từng sống. Tác phẩm Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hải Đồng cùng thánh Dominic và thánh Thomas Aquinas được hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. Người cầm cuốn sách Thánh Ca đang mở ra là nhà triết học Dominic và nhà thần học Thomas Aquinas. Thánh Dominic cầm thêm trên tay một cành hoa huệ tây, biểu tượng cho sự trinh trắng của Đức Mẹ. Trong tác phẩm của Fra Angelico, chúng ta thấy toát lên một đức tin sâu sắc cùng với tài năng tuyệt vời của danh họa.
Rất nhiều tác phẩm của Fra Angelico được vẽ theo đơn đặt hàng của các nhà bảo trợ giàu có. Họ thuê tranh họa trang trí cho nhà thờ và cả cho các dinh thự riêng của mình. Bức Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hải Đồng được Fra Angelico hoàn thành vào năm 1425 để trang trí cho một nhà thờ riêng của một thương nhân giàu có. Thành phố Florence bước vào một thời kỳ mới. Nền văn hóa của thành phố phát triển rộng khắp. Những rào cản của chế độ phong kiến đã sụp đổ. Con người được giải phóng khỏi những bó buộc trước đó và họ có thể tự do tìm kiếm danh tiếng cũng như sự giàu có cho mình. Fra Filippo Lippi là một họa sĩ được dòng họ Medici sủng ái. Phong cách vẽ của ông được thể hiện rõ nét trong bức Quan điểm của Thánh Augustine. Hình ảnh ba vị thánh nhất thể hiện lên trong đầu Augustine khi ông nhìn thấy một thiên thần trong hình hài một cậu bé đang cố múc nước biển. Nhưng họa sĩ Fra Filippo đã biến đổi cảnh biển thành quang cảnh của dòng sông Arno ở quê hương ông. Fra Filippo vốn là một đứa trẻ mồ côi, được các thầy tu của dòng Carmelite nuôi dạy. Sau đó, chính ông cũng trở thành một tu sĩ. Nhưng dường như không phù hợp với cuộc sống của nhà thờ, ông đã bỏ trốn cùng với nữ tu Lucrezia và họ đã có với nhau một người con trai. Người ta nói rằng hình ảnh Đức Mẹ trong nhiều tác phẩm của danh họa có hình dáng gần giống như bà Lucrezia. Đề tài về Thánh Augustine luôn mang đến cảm hứng cho danh họa bởi bản thân vị thánh này cũng đã từng sống với một người phụ nữ trong 14 năm. Họ cũng có một người con trai và đã từng dằn vặt rất nhiều giữa hai sự lựa chọn, hôn nhân hay nhà thờ. Khi phong trào phục hưng phát triển mạnh, những đề tài phi Velagos ngày càng phổ biến trong nghệ thuật. Đây là nắp của một chiếc dương đựng đồ cưới. Người ta cũng thường dùng những chiếc hòm lớn như thế này để đựng quần áo hay phổ biến hơn là đựng của hồi môn của cô dâu. Đây là quang cảnh của một đám cưới. Có rất nhiều người tham gia và nhiều hoạt động. Ngoài các đề tài tôn giáo thì đề tài về cuộc sống thường nhật chiếm tỷ lệ rất ít. Những chiếc dương của thời kỳ này thường được chạm khắc như những bức phù điêu hoặc được sơn vẽ rất đẹp. Đây là nhân vật cô dâu và chú rể. Các thiên thần của Fra Angelico có vai trò trang trí cho chiếc hộp đựng thánh tích. Niềm đam mê dành cho các tác phẩm nghệ thuật và chữ viết thời cổ đại đã tràn ngập Italia trong suốt thời kỳ phục hưng. Các nghệ sĩ say mê nghiên cứu và bắt chước các tác phẩm nghệ thuật của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Chẳng hạn như bức phù điêu này, họ bị cuốn hút bởi khái niệm về những tỷ lệ tạo hình mẫu người lý tưởng. Cosimo de' Medici là một nhà sưu tập nhiệt thành đối với các tác phẩm nghệ thuật thời cổ đại. Những học giả như Petrarch đã phát hiện ra giá trị tuyệt vời của những tác phẩm văn học và triết học của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Những giá trị của nền nghệ thuật phục hưng có liên quan chặt chẽ đến tư tưởng nhân văn của Cơ Đốc giáo và tinh thần của thế giới cổ đại. Một viên tướng La Mã ngồi trên ngai vàng ở giữa bức họa có tên Sự Hảo Hiệp của Scipio. Đây là tác phẩm của danh họa người Sien Bernardino Fangari, vẽ năm 1512. Bức họa dựa trên một câu chuyện lịch sử của La Mã về một viên tướng tên là Scipio. Ông được chỉ định hôn ước với một công chúa, nhưng nàng công chúa này lại yêu một người đàn ông khác. Scipio có thể ép buộc nàng làm vợ, nhưng ông ta đã giải phóng cho nàng để nàng được tự do đến với tình yêu đích thực của mình. Ban đầu, bức họa này được trang trí cho một chiếc dương đựng đồ cưới.
Niềm tự hào về những di sản của La Mã đã khiến cho các danh họa Italia bắt đầu tìm về quá khứ, thậm chí là trở về thời kỳ trước Kinh Thánh. Hình mẫu lý tưởng của họ là những con người, những hành động hào hiệp. Đây là cô dâu. Còn đây là chú rể. Các họa sĩ bỏ qua những bài thuyết giáo của nền nghệ thuật thời Trung Cổ, vốn được coi là nền nghệ thuật ngoại đạo, và những tư tưởng cấp tiến của quá khứ giờ lại được tôn vinh. Viên tướng La Mã hào hiệp Scipio đã trở thành người chủ của bữa tiệc cưới. Các họa sĩ miền Bắc Italia nổi tiếng bởi phong cách sử dụng màu sắc tươi sáng và sặc sỡ. Trong số họ có danh họa Vincenzo Coppa làm việc ở Milan. Các tác phẩm của ông luôn ghi lại những khoảnh khắc đầy ấn tượng nào đó. Đây là người chinh phạt Archangel Michael, vị anh hùng đã chiến thắng ác quỷ và đuổi nó xuống địa ngục. Ác quỷ đang quỳ dưới chân người anh hùng. Archangel Michael đứng đó với cây kiếm trong tay và mặc bộ áo giáp của một hiệp sĩ. Quanh đầu chàng hiệp sĩ có một vầng hào quang màu vàng. Đôi cánh chim gắn trên vai. Thánh Stephen là tín đồ Cơ Đốc giáo đầu tiên tự vì đạo và ông đã bị ném đá cho đến chết. Sau khi Chúa Giêsu bị tử hình, ông đã đứng trước hội đồng giáo hội và nói rằng họ đã giết chết một tông đồ của Chúa Trời. Thành phố Florence được lịch sử ghi nhận là chiếc nôi của nền nghệ thuật phục hưng. Một trong những điều hấp dẫn nhất của thành phố này là xưởng điêu khắc của gia đình Delia Robbia. Đây là bức phù điêu có tráng men kính màu của họ được hoàn thành vào cuối thế kỷ 15. Quang cảnh của bức phù điêu là quang cảnh đặc trưng của vùng thôn quê Italia. Ưu điểm của những bức phù điêu trắng men kính này là không bị hư hại cùng với thời gian. Và chúng thường được dùng để trang trí mặt tiền của nhà thờ và các tòa dinh thự. Sườn điêu khắc của dòng họ Delia Robbia nổi tiếng với phong cách ngọt ngào, tức là tránh những đề tài kịch tính và đề cao tính trữ tình nhẹ nhàng của tác phẩm. Những tác phẩm này không phải là sản phẩm của một người mà là của cả một gia đình. Họ là những nghệ sĩ tiên phong về kỹ thuật men màu. Lucia Delia Robbia, cháu của Andrea và Giovanni Delia Robbia, cũng làm việc tại xưởng điêu khắc này. Kiến trúc sư nổi tiếng của phong trào phục hưng, người Florence, Brunelleschi, đã sử dụng những tác phẩm điêu khắc men kính để trang trí cho mặt ngoài của bệnh viện Florence và bên trong nhà thờ Pazzi. Antonio Rosselio cũng là người đề xướng trường phái ngọt ngào. Tác phẩm bằng đá hoa cương này dường như vừa mới được tách ra khỏi khối đá. Những đường nét tạo hình nhẹ nhàng trên nền màu khói đã làm cho gương mặt của Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng mang một vẻ gần gũi nhưng cũng rất mờ ảo. Còn đây là một tác phẩm khác nữa của Mino de Fiesole.
Vào cuối thế kỷ 15, ở Florence, dòng họ Medici phải đối mặt với một âm mưu thù nghịch của gia đình Pazzi. Họ đã đâm chết hai người cháu trai của Cosimo trong khi hai người này đang cầu nguyện trước ban thờ. Người anh trai cả, tên là Giuliano, sau đó cũng bị sát hại, nhưng Lorenzo thì còn sống. Ông được mệnh danh là Lorenzo vĩ đại bởi ông đã làm dấy lên thời kỳ hoàng kim thứ hai của nền nghệ thuật Florence. Bức họa hình tròn này là tác phẩm của Filippino Lippi, con trai của danh họa Fra Filippo Lippi và nữ tu sĩ Lucrezia. Lorenzo vĩ đại là người bảo trợ cho các tác phẩm của Filippino. Tác phẩm này có tên là Đứa trẻ được yêu mến. Bức họa có phong cách sang trọng và mang tính trang trí với những đường nét mềm mại và màu sắc huyền ảo. Ngược lại, Đức Mẹ lại mang dáng vẻ u sầu. Cũng giống như người cha của mình, danh họa Filippino yêu cuộc sống như nó vốn có và tôn thờ vẻ đẹp trần tục. Tác phẩm của ông có thể nổi tiếng dưới sự bảo trợ của ông Lorenzo. Tình cảm đặc biệt của nhà bảo trợ này cũng dành cho cả người họa sĩ trẻ Leonardo da Vinci, Michelangelo và Botticelli. Danh họa vĩ đại Sandro Botticelli là học trò của Filippo Lippi. Tác phẩm này được hoàn thành vào thời gian cuối đời ông. Thời kỳ này, ông có xu hướng sáng tác theo những đề tài tôn giáo nghiêm túc và vấp phải sự chỉ trích của tu sĩ, nhà đạo đức học cuồng tín Savonarola. Trong tác phẩm này, Thánh Dominic đã tiên đoán về sự phán xử cuối cùng. Savonarola đã gọi đây là ngọn lửa phù phiếm, thiêu cháy sự tinh túy của nền nghệ thuật Florence. Thực tế là thời kỳ cuối cùng của thời đại hoàng kim của Florence đã khép lại rất nhanh. Vào cuối thế kỷ 15, khi danh họa Bruchino vẽ tác phẩm Thánh Sebastian, nhiều họa sĩ đã rời bỏ Florence để tới Roma, trung tâm nghệ thuật mới. Lorenzo de' Medici qua đời vào năm 1492. Chẳng bao lâu sau, người Pháp xâm lược miền Bắc Italia và dòng họ Medici phải rời khỏi Florence, nhưng truyền thống nhân văn thì vẫn còn sống mãi và phát triển mạnh ở miền Nam. Niềm đam mê sáng tạo mới đã được truyền lại cho các họa sĩ thiên tài như Leonardo da Vinci, Raphael và Michelangelo. Họ là những danh họa của phong trào phục hưng ở đỉnh cao. Họ đã đưa nền nghệ thuật tiến vào một kỷ nguyên mới.